Chào mọi người, bây giờ là mình mới thức dậy khoảng hơn 5 giờ sáng. Thì hôm nay mình đang có một cái món trên tay. Món này mình sử dụng cũng rất là lâu rồi, cũng mấy tháng rồi. Thì giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người công dụng của nó ha. Đây, bây giờ mình sẽ sử dụng thử cho mọi người xem. Khi chúng ta bấm, chúng ta thấy cái đèn nó chớp chớp đúng không? Đó, công dụng của nó mọi người thấy không? Máy ảnh tự lết vô, thấy không? Mình không cần phải kêu, không cần phải kêu, không cần phải la gì hết. Kể cả con chó bầu nè, nó nằm ở đây nè. Đó, thấy không? Mọi người thấy phản ứng không? Nè, tôi bấm nó biến nè, coi nè. Đó, thấy không? Ảnh vừa chạy ra ngoài, múc ngoài mà bấm là nó quay vô, thấy không? Đây chính là cái công cụ, cái máy phát sóng siêu âm thôi ha. Cái này mình đặt trên Shopee khoảng mấy tháng trước á, mấy tháng hơn á, mình nghĩ là hơn năm á, tại vì mình mua cũng lâu rồi. Mình mua lúc mình chưa nuôi hai chó này nữa, hai chó này lúc đó mình chưa mua. Mình mua từ lúc mình nuôi con chó bầu, nuôi chó bầu cũng lâu rồi mình mới mua nó về. Mình sử dụng thử thì mình thấy nó cũng công hiệu thiệt. Chúng ta phải hiểu rõ nó để sử dụng nó sẽ nó tốt hơn. Thì thực tế ra ở đây nó sẽ có nhé, một cái công tắc nè, để mình lấy nét đây. Đây nó một công tắc ba nấc. Nấc đầu là đèn pin, nấc thứ hai, nấc còn lại là hai nấc phát sóng siêu âm. Ở trên hình á, trên hình biểu tượng chúng ta sẽ có cái nấc chính giữa là nó có hình con chó đang đứng thẳng. Nó giống như là cái nấc này để dùng để huấn luyện chó. Còn cái nấc cuối cùng á, nấc rìa cuối cùng á, là chúng ta sẽ có hình cái con thú nuôi của chúng ta này, nó bị cụp đuôi nè. Là cái nấc này là nấc cảnh báo. Tại sao thì nó hai cái nấc này nó có mức độ khác nhau. Nấc giữa này nó sẽ có mức độ hơi yếu hơn, còn cái nấc cuối này nó sẽ phát sóng siêu âm mạnh hơn. Thì đây mình sẽ thử cho mọi người xem nè. Ở đây mình có cái hộp quẹt ha. Mình sẽ bật cái ngọn lửa nó lên. Ở bên đây nó có cái nút ấn nè, chúng ta gạt qua rồi chúng ta mới sử dụng được. Nhấp nè, nó mới chớp. Cái đèn này chỉ là cái đèn LED để báo trạng thái hoạt động thôi. À, mình phải bật ngọn lửa lên ha, rồi mình sẽ để cái phần phát sóng siêu âm nè. Này giống như một cái loa để phát âm thanh tần số cao. Này mình sẽ hướng vô cái ngọn lửa. À, mọi người thấy không? Ngọn lửa bị bật ra nè. Đó. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này á, thì mình khuyên nếu bạn nào có thích mua sử dụng thì cứ mua, còn nếu mà không thích thì nó cũng không có cần thiết lắm đâu. Chút xíu mình sẽ nói những cái lợi điểm của nó. Khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta hướng vô con chó chúng ta đó ở khoảng cách nhất định, đừng có hướng gần quá. Tại vì khi mà chúng ta bấm này, thực tế tai chúng ta không có nghe được, nhưng mà nó đang phát sóng âm thanh ở cái quãng tần số cao. Tại vì tai người chỉ nghe được cái âm thanh khoảng từ 0 cho tới 22 kHz thôi, nên cái tần số của cái bộ phát này nó cao hơn, nên ngoài tầm nghe được của cái tai người, nên tai chúng ta không nghe được âm thanh, nhưng mà thực tế nó vẫn đang có phát ra một cái dạng năng lượng, mà năng lượng này là khá mạnh. Bạn thấy cái ngọn lửa mà bị nó đẩy nghiêng cái ngọn lửa luôn á, thì bạn biết là cái năng lượng này nó phát ra khá mạnh đó. Nên khi mà chúng ta sử dụng cho thú nuôi của chúng ta đó, đừng có để gần quá, và cũng đừng có hướng trực tiếp vô tai của nó. Giống như là chúng ta thấy cái tai nó hướng đó mà chúng ta hướng trực tiếp vô tai nó thì nó không có tốt đâu, nó cũng sẽ ảnh hưởng đó. Nên đừng có hướng trực tiếp vô tai, mắt, những cái bộ phận nhạy cảm,
nói chung là đừng hướng vô gần quá và hướng trực tiếp nữa. Khi chúng ta bấm, chúng ta chỉ cần bấm, nếu mà nó ở xa thì các bạn có thể nhắm cái hướng đó chúng ta bấm thì thoải mái, còn nếu mà nó đang ở gần đó, không nên hướng vô trực tiếp vô những bộ phận nhạy cảm. Không những chó mà con người cũng vậy, chúng ta cũng không tránh sử dụng cho những người không hiểu cái này, đừng có đưa cho họ sử dụng. Có thể họ sẽ hướng vô người, hướng vô lỗ tai hoặc hướng vô mắt, những cái bộ phận nhạy cảm đó, nó sẽ có tác động đó nha, chứ nó không phải là nó không hoàn toàn không tác động, tại vì chúng ta không nghe được thôi, chúng ta không cảm nhận được cái sự tác động của nó nên chúng ta không biết thôi, nhưng mà nó có tác động. Và lúc mình mua về mình gắn cái cục pin á thì nó cũng khá lâu rồi, thì mình nhớ mãi mãi là nó mấy tháng thôi, nhưng mà bây giờ nhớ kỹ lại thì nó có khả năng là đã hơn sử dụng hơn năm rồi đó. Nên á, cái cục pin đó này là cái cục pin mình gắn, mình mua từ lúc mới mua về tới bây giờ luôn, nên bây giờ là nó đã bị yếu pin rồi nên cái công suất phát của nó không được cao á. Nhưng mà cái tầm hoạt động của cái này á, nó rất là xa, tại vì con chó cái tai của nó thính và nó nghe được trong khoảng âm thanh này nữa, nên á, chúng ta bấm khoảng cách vài chục mét có khả năng là nó nghe được hết á, nó sẽ biết á. Mình sử dụng cái này á, ở cái những cái trường hợp là những cái vùng mà con chó nó chạy đi mình ngại kêu, ví dụ như là buổi tối hay là buổi sáng không có thể mình la làng nó lên, tại vì ví dụ như mẹ mình đang ngủ hay gì á, kêu la làng dễ đánh thức mẹ, nên mình không 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 kêu, mình sẽ sử dụng cái công cụ này. Và nó cũng có cái nấc mà tác động mạnh hoặc là tác động nhẹ, nếu mà con chó ở gần á, chúng ta nên đặt cái mức tác động nhẹ thôi, tại vì này giờ pin mình nó yếu rồi, nên mỗi lần tụi nó đi xa mình bắt buộc phải bật qua cái nấc tác động mạnh này. Khi mà con chó ở gần á, chúng ta chỉ cần nên bật cái mức tác động nhẹ thôi để cho nó nghe nghe thấy, chỉ cần bấm là nó nghe. Hai con chó nhỏ này của mình á, thứ nhất là nó quen cái âm thanh, thứ hai nữa là khi mà bắt đầu sử dụng nó, mình mới lấy ra sử dụng lại là dành cho hai chó này thôi, thì cái pin nó cũng đã muốn yếu yếu rồi. Tại lúc trước mình sử dụng là mình sử dụng cho con chó bầu, với lại mình đuổi đuổi mấy con chó chạy vòng vòng, tại vì con chó bầu nó hay hay gặp mấy con chó lạ vô là nó hay sủa hay gừ hay cắn lộn, mà mấy con chó lạ lại hay thích chạy vòng vòng rào nhà mình, nên nó dễ làm cho con chó bầu nó sủa inh ỏi, nên mình hay lấy cái này ra để mình đuổi mấy con chó đó kia bấm là nó chạy, bấm vào cái nút mạnh này là nó chạy. Thì cái tác động của nó không phải là trên 100%, giống như là có những con chó nó sẽ nhạy cảm và nó sẽ sợ hơn, còn có những con chó nó nghe lần đầu thì nó có thể là nó hơi sợ sợ, nhưng mà nghe quen riết rồi cái phần mà phản ứng lại của nó không còn nhiều nữa. Giống như lúc nãy mình có thử con chó bầu thì thấy nó phản ứng nhiều, còn hai con chó này nó vẫn nghe đó, chứ không phải là nó không nghe đâu, nhưng mà cái sự phản ứng của nó không có nhiều. Nhưng mà khi mà hai ảnh đi xa đó, bấm là ngồi trong nhà thôi, mình bấm là nó chạy về đó. Nên nếu mà biết sử dụng cái công cụ này thì nó rất là thuận tiện, kể cả việc mà chúng ta huấn luyện chó nữa. Huấn luyện thì chúng ta để cái nấc tác động nhẹ thôi, thì ban đầu là chúng ta nên bấm lúc mà nó đang thấy chúng ta sử dụng cái công cụ này để cho nó biết được. Khi nó nghe âm thanh lạ đó mà nó không biết đâu thì nó đâu có thể nào nó chạy được đâu, nó chạy về đâu, nên ban đầu chúng ta phải để cho nó làm quen là cái người sử dụng cái công cụ này là đang là chủ nuôi của nó, là mình đó, là mình muốn cho nó làm quen, nó biết được âm thanh khi mà phát ra âm thanh lạ này là nó biết là chủ nó đang kêu nó, thì phải có cái bước để cho nó làm quen. Thì đó là lần đầu mình bấm sử dụng cho nó, bấm nhẹ nhẹ thôi, một hai cái thôi, đừng có để bấm mà giữ lâu quá nó sẽ gây hoảng loạn á. Giống như chúng ta đang bình thường nhưng mà chúng ta nghe cái âm thanh gì cường độ lớn thì cũng sẽ dễ làm cho chúng ta giật mình, thì nó cũng vậy thôi, chỉ là cái âm thanh này tai người không nghe được nhưng mà nó là lại nghe được thôi. Thì cái công cụ này mua cũng chỉ là mấy chục ngàn thôi, nó không có mắc, mình đã mua ở trên Shopee, mấy bạn cũng có thể mua này, nó gửi từ hình như là ở Trung Quốc á, gửi Trung Quốc về. Cái này nó sử dụng thích hợp cho những nơi mà không gian thoáng rộng, ở ngoài mà thoáng mình nghĩ nó có thể hoạt động được vài chục mét á, tại vì có nhiều lần thấy đi mất chỉ luôn, có thể là nó chạy ra tới bãi rác gần sau mà bấm ở này, ngồi trong nhà bấm nó vẫn chạy vô. Đây.
Thì hôm nay mình làm cái clip để chia sẻ với mọi người một cái công cụ hữu ích trong việc nuôi chó hoặc là huấn luyện chó của chúng ta. Không có cái này thì cũng được, nhưng mà có cái này thì nó tốt hơn chút xíu, đỡ làm phiền hà mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video clip.